muốn an toàn tránh corona, rửa tay không chưa đủ, tại vì rửa tay xong rồi mình cầm trái xoài nó dơ cũng vậy, phải bỏ xà bông lên đó rửa luôn đó, như vậy đó nó mới an toàn, chứ không phải rửa tay không là an toàn đâu, thấy không các bạn? Đấy, phải rửa luôn cái trái xoài đó, mà rửa là coi như là không có được rửa sơ nha, phải rửa là trên 20 giây là chắc cũng cỡ chừng happy birthday mà 4 lần như vậy là trên 20 giây. Thấy chưa? Đó như vậy nè. Đó rồi để cho nó nhiễu xuống nữa. Kết quả corona như vậy đó mà chưa chắc đã thoát nữa đó. Chờ kêu ai nói dạ. Cho nên làm cho có vui vậy thôi chứ. Nghĩ sao mà phòng ngừa được.